Thank you.
Tôi buồn thời giờ. Kính tôi liệu chứ tôi biết thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, là một ngày nữa đi qua ở trong mùa đại dịch Corona. Tình hình ở tại Hoa Kỳ và Âu Châu ngày càng tệ hơn. Hôm nay chúng ta có nghe và đọc được số hình ảnh cũng như bài viết về những bệnh viện quá tải ở tại New York. Thành phố New York là một thành phố lớn và đông dân nhất của Hoa Kỳ, về trên phương diện tiền bạc cũng như là về kỹ thuật tiên tiến thì bệnh viện của họ có thừa, mặc dù rằng đã có một sự nỗ lực rất lớn về từ phía chính quyền nhưng vẫn không có phương cách để giải quyết được vấn đề quá tải hiện nay, khi mà New York đang trải qua một cái cơn khủng hoảng trở thành trung tâm đại dịch của nước Mỹ, và nước Mỹ đang trở thành nước đứng đầu cho thế giới về phương diện lây nhiễm. Ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta sẽ cũng nghe nhiều tin tức liên quan đến kinh tế thế giới. Ở trong đó chúng ta được biết rằng Quốc hội, Tổng thống và Quốc hội Hoa Kỳ đang phải tháo dự trù để thanh khoản thêm một tài khoản lớn sau cái gói viện trợ giúp kinh tế đầu tiên là 2.000 tỷ Mỹ kim, gói đó hỗ trợ kinh tế đầu tiên cho dân chúng thì có lẽ là ở trong vài ba tuần nữa sẽ đến tay những người dân của Hoa Kỳ. Nhưng người ta nói rằng cái số đó thực sự nó quá nhỏ, chỉ để có thể giúp sống sót tạm thời qua cơn khủng hoảng một thời gian ngắn, như về đường dài để có thể khởi động lại một nền kinh tế mà bị đại dịch chi phối thì Hoa Kỳ còn phải dự chi nhiều hơn nữa, con số lớn gấp 2 gấp 3 lần. Đó là điều mà Quốc hội Hoa Kỳ đang bàn đến. Điều này cho chúng ta thấy rằng trong một thế giới mà chúng ta đang sống, thưa quý vị, mọi sự việc nó liên quan với nhau vô cùng thiết. Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế. Càng ngày thì chúng ta là ở trong cái giáo lý dương khởi của Đạo Phật đã nêu lên rất rõ, đó là những pháp nương nhau mà sanh và cũng nương nhau mà diệt. Hôm nay thưa quý vị, đặc biệt là chúng ta sẽ đề cập đến một khía cạnh rất là quan trọng ở trong Phật pháp, và có thể là nhiều người trong chúng ta ngạc nhiên là Đức Phật đề cập đến yếu tố kinh tế. Dĩ nhiên trong thời đại dịch thì mọi người đều lo lắng và quan tâm về kinh tế, về suy nhiễm của Corona, nhưng mà kinh tế đã trở thành một đề tài rất là nóng bỏng phía sau. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử lắng nghe sự gọi Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ Tam Bảo, và sau lễ Tam Bảo thì chúng ta sẽ trở lại với nội dung của chương trình hôm nay. Kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật bảo, nguyện cầu với Đức Pháp bảo, nguyện cầu với Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ sinh
hay khổ, người sợ hay sợ hãi, người sầu hay sầu biên, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Từ đầu mình hạnh, tức là chư tôn đức và chư quý Phật tử. Ở trong mấy ngày qua, chúng ta có dành thời gian để nói về một cái trọng điểm của chương trình tu học mùa đại dịch, đó là yếu tố nội tâm hay là yếu tố tinh thần.